lộ giá vé concert Blackpink tại Việt Nam. Hình ảnh được cho là giá vé concert của Blackpink tại Việt Nam đang được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi thông tin Blackpink sẽ tổ chức concert Bonpink tại Hà Nội khiến dân mạng dậy sóng. Mới đây, hình ảnh được cho là sơ đồ và vé concert này đang được truyền tay trên mạng xã hội. Theo hình ảnh này, giá vé VIP cho concert của Blackpink dao động từ 1 triệu Việt Nam đồng đến 8 triệu Việt Nam đồng. Cụ thể hơn, với hạng vé VIP sát sân khấu, mức giá được đưa ra tương ứng với 8 triệu Việt Nam đồng. Các hạng vé đứng liền kề sau đó khoảng từ 6,5 triệu Việt Nam đồng đến 2 triệu Việt Nam đồng. Riêng với các khu vực kề khán đài dao động từ khoảng 1 triệu Việt Nam đồng đến 2 triệu Việt Nam đồng. Nếu so sánh với các mức giá vé concert Bonpink của Blackpink tại các điểm khác ở Đông Nam Á, thì đây là mức giá khá hợp lý. Thậm chí so với các quốc gia khác như Malaysia hay trạng Angkor ở Bangkok, Thái Lan thì mức giá tại Việt Nam có phần rẻ hơn. Tuy nhiên đây chỉ là hình ảnh được lan truyền và chưa được công bố chính thức. Vé concert Blackpink tại Hà Nội sẽ được mở bán vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 7 trên hệ thống Ticketbox.